Thân sao chứ lận đận này, mình trách mình số phận chứ sao hẩm hiu. Chứ bởi tôi yêu, tôi nghèo khổ tôi yêu nhiều, nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà, nó theo trên nậu râu. Quét nha mọi người. Đấy, thì trong cái video vừa rồi á là mình đã xóa cái phần 2 rồi mọi người đó. Phần 2 vợ mình đã cho nhưng mà mình xóa luôn, do thằng Rìu, nếu như mà vợ mình đăng lên là chết thằng Rìu á, cho nên là có một cái mà mình muốn nói tất cả mọi người là mình thấy mọi người nhắc tên kêu trong video mình rất là nhiều. Mọi người hỏi là anh Trung ơi, anh tên anh có quay lại làm không? Thì đó là một điều bí mật nha các bạn. Mà khi mà sự trở lại ra thì chắc chắn nó sẽ hoành tráng nha các bạn. Hiện tại là bây giờ là trong video vừa trước mình cả nhắc mình là mình tính kêu hai người kia qua là mình phỉnh nó cái gọi là làm quảng cáo. Mà giờ mình chưa biết quảng cáo gì, mình mới đục ở trong cái thần tài của ông ngoại mình á. Mình lấy được hai chai rượu bồ đé cũng lâu lắm rồi, mốt méo rồi. Giờ mình sẽ ra mình thăm Rìu. Do nó đang làm xe cho nên là mình nghĩ là bây giờ mà vừa làm xe mà vừa review rượu bầu đá là mình, các bạn biết đang cấp cỡ nào rồi. Nhưng cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ cho kênh của mình. Phía sau mình trời đẹp quá đúng không mọi người? Đấy. Đồ đẹp á. À, không có, giờ ở trong anh nó ồn quá à. Anh ra ở đây anh làm quảng cáo mà. Đồ má. Tao xóa phần 2 rồi, yên tâm đi, tao xóa rồi. À, mẹ sao mày tính bợn bé trong nhà tao mày? Mày cầm đi gì? Đi gì ấy? Đâu nó đâu nhìn đâu biết. Cái gì ấy? À, thì không sao, mày làm mấy công chuyện mày làm đi. Cái mối là mày cầm đi, cái máy này tao sợ mà mày né mày đi gì ấy? Không, ấy là mày nhớ bữa tao nói mày cái quảng cáo không? Quảng cáo gì? Ờ, à, thôi. Thì không có các bạn, do là mình lỡ mình nhận cái quảng cáo rồi. Nói chung là cũng quảng cáo gì? Cũng có 3 triệu à, chắc mình ăn được chứ còn. Ừ, mấy triệu? Còn có, ý tao nói nhà mình mà. Thôi mày làm, mày làm như vợ ơi, nha. Vui vẻ mà. Quảng cáo gì thì cùng. Nói quảng cáo này nó hơi căng. Chắc con mình, ui trời. Chắc con mình mà giúp được tao mà mày không giúp rồi thôi. Tao chắc tao tự ấy á. Tao mượn cái xăng mày chút nha. Đi quảng cáo rượu mày. Là chuyện bình thường mà. Đi quảng cáo rượu đấy mày. Công viên nhà mày mua sao mày? Tháng qua ăn rượu nó lỡ thôi, nhân tháng. Thì lỡ thôi, đàn ông mình mơ gái chuyện bình thường. Tao mơ gái với mày cũng mơ nè. Quảng cáo được 3 triệu mà nói như đúng rồi. Ủa em, mày sao nó ra đường nó chơi em dữ tháng? Nó nói vợ nó xấu đồ này nè. Ghiền nó ăn, ghiền nó ăn. Quảng cáo rượu mày. Hết thờ rồi, nên giờ đi quảng cáo rượu quay sao vậy? Có 3 triệu à, thì giờ hết thờ rồi mà. Thôi. Ôi, cái đứng nhìn gì vậy? Tao mượn chút cái gì cơ mày. Ui. Hai tay rượu giá 3 triệu mày. Nhận trước 1 triệu rưỡi rồi tính tiếp. Anh nghĩ công việc là em non em làm lo gia đình được. Thì ok các bạn nha. Chào các bạn. Quảng cáo nghe vụ khác cái gì vậy? Thì chết tự nhiên chủ đang làm hay nghĩa đem rượu bia ra chơi vậy chứ à. Điều khác ơi. Thì nói chung là anh nhận quảng cáo thì anh em dùng rượu giúp anh chứ gì mà. Gì đâu, chủ đang làm anh đem rượu ra uống. Làm ăn giờ công việc cái kênh nó để dày rồi. Trời ơi mấy chị cho xe nè. Mấy thằng quý đó. Thì cái này là rượu bầu đá nhân lộc là. Không review sao review ông không được uống nha, uống thật dễ chặt mà khỏi làm. Ê uống mà. Làm chứ anh đều. Uống thật dễ chặt mà khỏi làm. Ê uống mà. Ôi trời ơi, thằng chồng nó phải đập gớm đều. Không điều em không có cái dây đằng này đâu. Thì cảm ơn Thành Thiết nha, để tài trợ cái rượu bầu đá nhân lộc này cho mình. Thì giờ kênh nó cũng đang khó khăn quá mà nhà không uống,
cho nên là mình bưng ông của quên mình được nhận một cái quảng cáo này mình rất cảm thấy là hạnh phúc. Bây giờ kênh còn có mình à. Mọi người thông cảm nha, phía sau mình đỡ mình sẽ che mờ nó lại, đúng không? Mình mày giờ mày muốn à? Đang làm gì uống? Giờ họ phải hơi xin với em giờ tiền quảng cáo nè, chục mẹ tiền máu rút ra thôi. Đỡ ơi. Đây. Em quảng cáo kìa, tụi rứ kìa. Thì bây giờ mình sẽ khui thử một chai nha các bạn. Tôi thấy ông hết tiền chỗ sống đêm này chỗ tôi review. Nó đợi cho nó ngồi chờ chút nữa nó review. Ông thấy ông đang quay clip nước miếng hay sao? Thì anh rủ riều nó. Ui rồi. Ui nóng. Em mày con người mày review chi mà cá tâm dữ mày. Đứng đó tao mới khui ra chưa được 3 giây mà mũi nồng. Khó này lấy khó này kỹ xuống. À đưa cho mũi coi. Nghe đúng. Có xe này kỹ xuống. Đúng riều cá tâm này. Em. Không biết rồi. Em múc gì đây. Mẹ nó cứ con vợ giấy mà nó cứ được hay thiệt các bạn. Mình mà có con vợ đó là thâu á. Mình bỏ mình đi Sài Gòn nữa rồi. Ở vậy. Quẹ này. Quẹ này khỏi cần mày. Mạnh lấy ly uống mày. À, cái chai nhựa cha xin cái ly nhựa cha xin cái tí tôi chia ra. Tôi lấy ly này nữa em mới được cái em nha. Đây nha mọi người, rượu Bầu Đé đây là chính gốc của Bình Định mình nè. À, Nhân Lộc thì sẽ ăn Nhân Bình Định, sản xuất tại làng Bầu Đé 45 độ. Thì mình uống cái ly này mình review luôn. Vì cái mẹ mày uống cái ly đây mày. Cái ly uống rượu đâu cả. Ờ vậy thôi. Thì một mình nhận cái quảng cáo này 3 triệu thì mình cũng cố gắng mình review có tâm nhất nha mọi người. Nói nghĩ 3 triệu giờ thì mày review à, anh nói em nè, em đi vô khác đỡ anh làm việc, hiểu không? Người có tâm á nó khác với những cái người giờ cái tên hai thằng làm mẹ em không review vậy em không chụp dạ. mày uống yếu review. Nhưng tao biết tao uống yếu nhưng mà đối với tao có 3 triệu tao uống 10 chai rồi. Thì rượu nó không làm nha mọi người. Thì giờ chị đó chị nói là mày rót giống như nước suối vậy mày nhúc vậy mày. Sao kêu màu mày? Đó màu là kêu đàng hoàng rồi chứ. Thì thôi em cảm ơn chị Tuyết nha. Dù sao thì chị cũng nhớ tới kênh và chị cho em làm quảng cáo, em nhận chị 3 triệu, em rất cảm kích và em dùng số tiền này để em phát triển kênh. Mà sao mà nói rượu đồ mày review rượu bao nhiêu độ rồi chứ? Mà đứng giải sao tao review? Em né quen kia, em đừng đứng sau lưng anh. Thì cái đây là đặc sản nhân nó nấu từ nếp, là ở một cái khu vực ở Nhân Lộc, chỉ có cái nơi đó là cái nước. Chứ em gì em phụ gia đình kia rượu, gia đình em đang đứng bên kia nè, em thấy không? Em còn phải nuôi con cái nữa. À, bọt nó nấu này mọi người. Nhưng mà phải review hết hai chai chứ còn một chai không được. Thì review cái tâm tao review hết sức tao chứ. Ờ vậy thôi vô tao tua nha. Vô đi review. Ấy đúng rồi mày uống tào lao tao tua không được. Đó thì chị tiếp. Rồi thành uống tào lao. Bèo ngốp vậy. Nhanh dở lại kia. Uống mẹ đi.
khùng như trong chuyện làm ăn uống. Đó anh lái cái ly nữa anh sang giao lại cho anh uống. Không không. Chứ tự nhiên đang làm gì uống. Đưa chúng kiểu lại kìa. Kiểu lại đây. À tôi cũng thèm. Đây. Ê. Tôi đồ tôi cạo lắm. Anh nói em nè. Phụ nữ mình lui về sau đó đàn ông thành công. Thành công. Em đừng có đi đó. Uống đó thành công á. Em đừng có đề thằng bạn anh. Uống rượu đó thành công ha. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Mà uống thì tao đâu uống. À không có, tao đâu rớt cho mày. Anh, đây đi. Để uống gì chút xíu mình nữa. Đồ chút kìa. Thì mình một mình dứt luôn nha các bạn. Mình dứt đầu lứt luôn. Em âm đi coi. Anh nói em là chỗ đàn ông em. Chỗ đàn ông. Em lui ra sau bếp á. Em nấu anh nướng nè. Nè, cho anh chạy nè. Cũng được. Mày quảng cáo chứ không mà. Tao biết mày ngầu vậy thôi, mày muốn tiền tao mà lấy đưa mày. Em đứng yên ngầu, canh chồng, coi uống. Rồi đi làm, mày làm chuyện đi. Không đây sao? Để cho nó đi, cho người ta nhận. Tao cũng biết vợ hay chồng rồi đó, thôi mày làm vợ mẹ đi không? Đó thôi. Đi, để nó nhận tiền quảng cáo tại đâu? Ngầu xe, tao lấy xe, tao xúc đi à. Em làm như tụi anh đồng vỡ xe. Review kiếm tiền chứ. Quý đầy uống 8 cài. Vợ bạn mình thấy vậy không rồi? Bạn ra đường bạn nố. Bạn nố bao nhiêu giờ nó coi bạn ra gì? Đi đi. Vợ gì? Không biết, tao thấy. Đến thì hết cây. Mày mà lấy chịu đâu mà sống to vậy mà. Đáng này. Xem vợ mày không? Tao đi rồi. Thì đây là 14 ngôi nhà duy nhất ở Nhân Lộc. Vô. Mẹ sao mày biết hay 14 cái nhà mày? Mẹ ở bên cạnh mày mà biết mày như thế mày. Hả? Đồ, mày nhờ mày á. Mẹ mày uống nhiều dữ mày. Uống hấp tập quá, uống nhiều mày như đồ đi uống dịch. Mày uống lại đồ chết của người ta sao mày? Mày nói lại nè. Ừ. Mày nói lại giờ mày cầm mày uống lại một lần nữa nè. Rồi mày mới review cái rồi. Hai ba. Rượu đây không biết sẽ mà uống mày. Tao uống nãy giờ mà. Nói xong. Dịp chỉ đầy áo vậy. Nó mệt quá. Chồng gói là uống tiếp. Mày đừng ngồng xíu. Nó không vác nữa đâu đi. Không. Mày coi nè, tao còn cái nửa ly à. Sao mày kêu màu lâu với mày. Màu đang que. Tao còn nửa ly à. Ủa vừa mày. Nhúng rồi nè, nhúng rồi. Sao thở vô vậy? Thở đâu? Nói xong. À. Thôi mà. Đồ mày sao mày này mày mà uống yếu dữ vậy? Sao vậy? Sao này uống yếu dữ vậy? Mới nhậu hôm nọ. Hả? Mà vậy, chưa nó chưa nạp bạc. Nên tao nạp vô tủ đồ mẹ em tủ. Tao bến luôn. Bạn bị tin rồi. Chưa nạp. Mẹ nạp không? Ừ. Nạp không? Mày kêu màu rồi mày. Tao kêu râu, mày đang làm quen mà mày cứ màu luôn à. Thôi nói cho vậy đâu. Sao mà review thôi mày đưa lại tao 500 mày. Chứ sao review mà tao uống. Má mẹ mày nãy tao chưa thấy uống nha. Mày uống cho mày que đây mày tính mẹ đâu. Uống mày. Mình uống là mình phải say. Đôi cho người ta thấy cái cảm giác của mình. Mày đang rần mày không say. Mày rần đâu. Rần thiệt hay giá rần vậy? Thiệt á. Rồi ok. Đó tao que đây. Có bàn chân lạnh lẽ giữa dòng đời như nước cua. Được rồi, vô. Nè mày coi ly tao nè. Màu đen sao nó ngấm nhanh dữ vậy? Màu đen mà ngấm gì? Bọt không mà ngấm gì? Thấy không? Bọt lên nè. Chô. Thôi giờ tao đỡ và chả nữa. Dài nha, chả nó nhở. Lâu rồi nha. Thầy khơi riêng nó xây lên nụ cười nó rất tươi. Quên, khi mà nó uống vô nụ cười rất tươi nha các bạn. Thì mình review sản phẩm người ta nha. Ừ. Yeah. Bạn nha. Bạn. Ui dồi. Nhanh chứ mày. Nói vậy mà nay mà uống hơn tao. Mày cái rượu tao uống tao không đá mặt nha. Tao không đá mặt luôn rồi. Đây có nghĩa là cái đô tao lên mèo rồi. Mày thì uống yếu. Giờ mày làm, giờ mày lỡ. Chưa được tiền chỉ nha. Đó, đưa tiền cho chú. Nè.
Thật sự rượu nó rất cứng, nó không uống. Nó uống xong nó uống nó khúc. Ai đánh ngọc đi uống rượu. Nói rồi. Sợ cắn 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 răng cái mẹ. Ờ. Ủa sao mày đờ đờ. Bé nhìn mặt tôi dài mà uống. Anh nói em nè, em lui đi. Em lui về đằng sau đó ông chồng em nó phát kêu. Đi sao đây? Tôm có uống. Em lớn quá nó lật em luôn á. Chui giờ nãy giờ mình uống mà thấy không điều. Má mình mà uống rồi. Tôi uống rồi quá. Không mà tao thiệt mày. Mày đàn ông mày yếu quá. Ngày hôm nay anh em mình review xong lấy 3 triệu nên mình đi hát luôn. Tao bỏ 1 triệu ra đi hát 2 thằng, còn 1 triệu cũng thằng 1 triệu. Được không? Tao mà đi nó láo cái mặt mày nó mày. Hả? Review cho nó có tâm chứ mày. Rồi màu đá thiệt. Mày uống rồi mày quay quen kia rồi chứ. Ôi ôi. Mày sao đi làm cái này kéo. Bạn uống dài mà bạn bên đơ mình lẻ loi giữa cuộc đời nữa bạn. Mày uống cái tiếng này được không? Không bạn, mình không vô cái tay này đâu. Khi mà mình ngắt mình lại không? Để tao xây lần đủ thật nhiều lắm. Làm cái nào nhẹ, nó sao con quý vậy? Đau 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 luôn tim mà tôi ngồi tụi coi nó uống cho tôi mà uống mà nhìn mẹ nó mà nó chỉ đang thấm thôi em hiểu không? Mẹ tôi tin quýu vậy mà mày thấy nó bè. Sao vợ mày nó khó ưa dữ vậy? Tao không biết hồi đó mày thương nó gì à? Mày là đẹp trai nè. Body xấu muối nè. Bánh bao nè mày mà lấy con vợ giấy mà mày cũng lấy được. Trời quá. Thôi tao mày quay cái ngầu che đi. Thiệt sự luôn. Tao cảm thấy đang bị làm phiền luôn. À, mày làm phiền quá mày. Làm phiền quá nha. Đấy, em đang làm phiền. Thì chỗ khách tao nó review không chút mày phải làm cái đáo đáo luôn. Tôi có uống nó say. Xin lỗi em. Tôi mà say. Ai uống mà say. Lớn ơi con gái. Được, tính ra nó nghe mày đi. Nó sợ mày hả? Ừ. Nó sẽ bị bơ dưới mày. Không chứ. What the hell? What? Ờ vậy được rồi, cảm ơn anh nha. Ủa, anh ơi. Mà kêu màu gì mà cái con ốc vậy mày? Mày sống tợ quá đó Diệu ơi. Anh em mình đâu phải kiếm miếng ăn là kiếm miếng ăn. Mày em kêu ông kêu thêm đồ gì nữa ăn chứ sao cái đồ mẹ. Đang làm. Mày nhận review bê 4 triệu mày ta ăn con ốc không nhà mày, ốc nướng lại mày. Cái đẳng cấp của tao đi nhậu là mày biết rồi. Giờ bạn đồ tỉnh táo đỡ bằng khui chai rượu ra không? Dạ sao tao dám ăn? À đúng, húp húp. Đồ. Đồ. Táo đây. Táo chưa? Tao bật luôn chứ. Ice. Tao bật luôn chứ. Bật cũng bật ngu nữa. Ủa, mày nghe mình nghe đồ này xây xưa lên. Bây giờ mày làm ăn đồ này mày không biết tiền mày làm không? Không mày nghe quán cáo mày nhậu chứ mày nấu cháo mày rồi. Bây giờ mày nói nó phải nấu cháo rượu á. Không rượu đấy, nó mình nấu mày nấu nước. Ok mày á. Ừ. Nếu mà kêu mày quán cáo tao tao đi, tao uống. À, nghe mình nè. Tao quá mày. Mày mày tao mày 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 mày
sao à? Đâu? Lại dọn phụ giúp bé ấy. Hay mà đi uống nấu nữa. Tao mà đi uống nấu mà. Mày nghĩ sao tao đi uống nấu mà? Tao uống tắm chai đồ. Tao muốn tới quyền tao mà thôi. Thôi. Tới quyền nữa tao. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mày coi. Thôi. Mày sao mày mày căng dữ điều. Ừ. À, thế nào? Bạn ngồi đi, tôi rửa ái kia. Đi đâu bạn? Ừ. Đi đâu bạn? Tôi cho ái đổ nghe. Rào. Đi nhanh nha. Của chứ chồng em đi hỏi anh. Tào lao nha. Không có. Rồi các bạn kêu màu rồi ra đây. Mẹ mình chờ nãy giờ mình điên đều luôn. Trên này đâu vậy? Chứ nãy giờ em đi công chuyện làm, đi làm mà ngay ngầu hai người uống mà nói. Thằng Rìu nó không uống đi nào hết, anh nói thiệt với em mà em coi thứ ơi. Một mình anh review cái mặt anh nó như quý rồi. Thôi đỡ anh đi kiếm nó thôi. Đang làm anh uống. Ôi chết nữa. Đồ. Yêu dữ vậy anh. Yêu dữ vậy. Đâu? Màu lên đâu. Màu lên đâu. Đồ, con vợ nó tìm mày nãy giờ. Sao mày chưa giờ? Mày ngủ nãy giờ 1 tiếng rồi hả? Tao giết. À mày giết mày đâu? Tao tìm giết. Chết rồi. Thôi đi. Đúng 10 phút chưa? Chưa, phải 2 chai đó. Mưa sao 1 giờ bạn giúp mình thôi. Bạn đưa 500 em mình ra. Mình kiếm tên uống. Giấy mà vẫn không. Sao tao ăn mày? Thôi, cố gắng đi. Xuống. Rồi, chân thấp chân cao. Rồi, chân thấp chân cao. Đồ giấy mà kêu tao uống gơ lắm. Tao uống mày gơ mày. Mày nghĩ đồ mà tao uống 180 cái tao. Tin chứ. Tin tao nếu là được. Ngu quá vậy. Hả trời ơi. Uống từ Nam Bè Bách đồ, tao uống từ đồ. Từ thành phố Hồ Chí Minh về tới đồ Hà Nội, từ Hà Nội vô tới. Đây, là màu đây. Nãy giờ que tìm mày mà chưa thấy đây. Kè. Chơi cái gì nữa mày, mà lẽ mày muốn ăn cơm đâu mày. Có hai ngóc mày ăn chưa hết mà. Nhưng mà sao mà uống bữa nay mà uống năm chục chung. Dạ. Cái tình của tao mà tao uống tao sáng chưa xài. Cái ly tao uống nãy giờ hết mày. Nấu ơi. Vô. Mời mọi người nha. Ừ. Mày uống cho anh vợ mày thấy luôn, tao nói thiệt hả? Mày cũng uống cho anh vợ mày thấy luôn người ta. Đẹp không? Nhắm mày. Ốc 5 kêu cho đúng một con. Cỡ cá ăn được rồi mày ơi. Còn hơn cá ăn. Sao buổi kinh tớ mà. Mò mọi người nha. Ừ. Xì vô. Vô đi. Hết ly. Giờ quên mò mọi người hả? Nhưng mà mày phải hết ly. Ờ. Nhiều lắm. Mình phải nãy giờ mày ngủ tao uống hết rồi. Thôi. Hết nè. Hết nha. Cái đồ của mày. Mày coi dưới đất tôi có nước không? Coi không có miếng nước vậy mày nói. Chờ mưa. No yo. Tôi mới xem cỡ mẹp em nè. Vậy thôi mày uống ly tao đi. Tao uống ly mày. Mình nghe nói mình rất là nhiều. 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 Mình nghe nói mình rất là nhiều.
Đồ ớt áo này. Cứ tìm uống cho người nó sạch sẽ chứ uống gì. Đúng rồi, mình không chấn bạn, mình say rồi mình không chấn. Mình say mình không chấn. Ôi dấu làm tim tan nát. Rõ bạn. Mình nói bạn nghe nè, cũng đòi đây nó nhiêu, đôi khi ra nó có căng lắm. Sao ông cho đồ tắm này. Má mẹ mày, mày lú sao mày. Cái đồ ở đồ đồ gì. Mày say rồi không? Mày say nhanh dữ vậy. Mình nói bạn say nhanh á. Nóng đi, rượu mày rượu ra rồi, biết cục cậu. Đeo tiêu quá bạn. Đeo tiêu ấy. Mà nói bạn này uống rượu mà đeo tiêu là thằng bạn yếu à. Dạ anh vợ bỏ nó lên hồi. Bạn uống xong ly đó đi. Bạn đi. Để tao đi hả? Vô không. Uống xong ly đó rồi đi. Vô. Mở bao nhiêu bạn nhé. Mà mang đợi đâu đâu rồi. Mang đợi chi. Quê nó uống giùm hết. Sao tối anh thấy nó tương nó dẫn mà đi đá chứ đó khá rồi nha mọi người. Anh em mình ráng hết rồi mình về với gia đình mình. Ui là ngày hôm nay là mình hòa mình vào với cuộc đời luôn, mày hiểu không? Mình quên sự đời luôn, đời này có bao nhiêu đâu mà hứng hờ. Sao bạn tính đó, mình tính đó. Đợi nó vui ăn bữa được không? Uống nữa nè. Em đợi nó vui ăn bữa được không? Đây là review chứ không phải là nhậu nhẹ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không phải là nhậu nhẹ, công việc nó quan trọng hơn. Nghĩ sao đêm ra hai chị rượu rồi hai người uống. Nói nghe không? Nó nói nghe không kia à? Ui, mày đâu? Mày thấy nó chửi, bạn thấy nó chửi mình không bạn? Không, mình buồn lắm. Nó coi mình ra gì đâu. Nó dạng như nó giỡn bạn, nó mừng bạn, nó nói chuyện á. Đấy, xe dao. Tao, đâu cơ yeah. Đếp, tao chết nét rồi. À, sao nãy nó đứng đó mà không nói. Cái quyền hả nhầm. Trời ơi, chết rồi, giờ mày nói lú mèo. Mình nói thiệt bạn à, trong cuộc sống này có nhiều cái đâu phải dở nhai dở nuốt đâu. Tuyệt vời. Rồi cuối cùng mình giết một con nhạn rồi nha các bạn. Không có giết. Nói thiệt rồi, nặng chưa. Mình hít không mà mặt mình nó lú đều luôn á. Bao giờ tao về nha. Về nha. Chào em, gì à? Ở trời với bạn. Ở trời với bạn. Đủ mấy mày đáng nghe rồi hiểu. Ui ô em. Ngủ đáy quần ngủ. Ngủ mày đáy quần ngủ tiêu. Lột kêu trời đi đáy. Đứa trời. Bà cha lão tôi rồi quá. Uống đáng quần ngoài. Mày rồi nghe đỡ chân cứ nói nè mẹ với cha tao bị tiếng mẹ tao cái quê mà lòng đụng mấy lớn nhỏ đáng quần mày đi mẹ vợ nghe rồi cái thâu tao cái gì hả nha rồi đi. Các điếu thuốc đi con trai. Đồ hả? Quá nản mọi người rồi. Vậy á thử vậy. Chưa giờ. Nữa không? Nữa, nữa ở đâu? Tao uống độ mà tám cái ca tôi. Cái đỉnh. Nam đẹp bắt chủ. Rồi, đó tao đi lấy rượu tiếp được không? Lên xuống, lấy. Rồi, tao đi lấy tiếp.
Đồ em làm vợ kêu la vậy em? Em cứ tìm ra thằng chồng của mày đi, ra đây. Nó nằm chô cho nó nằm mà nó anh sợ nó trúng gió. Dớ nghe thiệt sợ em. Sợ luôn. Mẹ anh đã cán rầu rồi chứ. Trên đêm đen review mẹ. Nó nhận quảng cáo 1 triệu rồi. Đâu chán gì đâu, chán chồng em phải lo chứ giờ ai lo nữa. Đó. Chết nữa. Thôi em chồng cái cánh thằng chồng em thì sợ anh thấy nó tọ. Thôi dậy đi không? Dậy. Vợ mày kìa. Trăm hiệp nữa. Trăm hiệp nữa em. Em yêu. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Đồ. Thôi đó mình chở bạn đi à. Về cái chở tao đi được mẹ. Trời trời chết rồi. Tao đi được chứ. Tao tao xin phép á. Tao rút rồi. Chủ làng xóm lại em xem. Chỗ ôi chỗ này mày. Chỗ uống rượu bia dày mà thôi chứ vợ nó không canh mà thôi chứ. Chỗ say say lột cái bàn. Ok ở trong mới đâu kia mà nó ra mày yêu quá mà tụi làm cái gì đúng đúng có mấy anh em hào hán ở đây giúp cho ai nào giúp rồi say quá vậy không thôi vậy thanh niên mà đúng say chuyện bình thường quá à. Thì theo quay cho anh em coi. Má con chọc bơ ra thì chợ quên cho nè. Đổ quá như con heo ở đây mày. Thần tranh thần. Thần sao chứ lận đận này. Mình trách mình số phận chứ sao hẩm hiu chứ bởi tôi yêu tôi nghèo khổ tôi yêu nhiều nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo chứ nậu rau trời chết rồi chết tiêu bạn rồi anh em á. Thôi anh chị, hai vợ chồng vui vẻ nha.